TikTok. Đúng. Có thể là sẽ là trận đấu cuối cùng V-League của Hải. Đại cao ở câu lạc bộ Hà Nội thì Hải cũng muốn rằng mong rằng là mình sẽ thiếu với đúng phong độ của mình, có thể góp vào thành công cũng như thành tích chung của đội và bóng đá trong một cái mặt tốt nhất. Và các cầu thủ tiếp theo là những cầu thủ giống như Hải thôi, rất là nhiệt huyết và đầy tuổi trẻ và rất là mong muốn thể hiện bản thân mình. Nên Hải cũng rất mong muốn rằng là cả hai sẽ cùng nhau tạo lên một trận đấu thật hay để cùng nhau khán giả thủ đô. Phải nói rằng là đội Viettel thì có rất nhiều các tuyển thủ mà, nên đối với Hải thì có Hoàng Đức, có anh Tiến Dũng, có cả Thanh Bình, cũng hầu như tất cả cầu thủ đấy là những cầu thủ mà Hải nghĩ rằng Hà Nội sẽ phải quan tâm đặc biệt.